Quốc Hưng và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Một gương sáng quanh ta. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận hiện có 22 hồ thủy lợi. Để khai thác hiệu quả nguồn nước mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát quy hoạch để kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy lợi. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, hiện công ty đang quản lý khai thác 7 hồ chứa, diện tích khoảng 2.500 hectare có trữ lượng nước. Diện tích mặt thoáng lớn, phong cảnh thiên nhiên đẹp, các hồ đều có vị trí kết nối với các điểm du lịch, di tích, giao thông thuận lợi, môi trường trong lành phù hợp với các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, giải trí, nghiên cứu sinh thái, rừng hồ, thể thao leo núi, thể thao mặt nước, tạo ra sự đa dạng sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn lớn. Bên cạnh đó, việc khai thác nuôi trồng thủy sản du lịch trong lòng hồ chứa làm tăng giá trị cho ngành nông nghiệp, vừa bảo vệ lòng hồ, phát triển tiềm năng du lịch. Bên cạnh đó, công ty sẽ tạo được nguồn thu. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, dự án thủy lợi Tân Mỹ đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây lắp, đưa vào tích nước cụm công trình đầu mối hồ sông Cái có dung tích 220 triệu mét khối nước. Cùng với đó, hệ thống đạp dân và gần 30 km kênh chính cùng 16 tuyến kênh nhánh cấp 1 cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống kênh cấp 2, cấp 3, nên người dân đã bỏ tiền mua ống và đăng ký đấu nối với cơ quan chức năng để dẫn nước về vùng sản xuất, giúp công trình phát huy hiệu quả ngay sau đầu tư. Có 7 sào đất trồng thuốc lá, bắp và cỏ. Trước đây, mỗi năm, ông Tài Yên Phương, thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn phải bỏ ra từ 3 đến 4 triệu đồng mua xăng dầu, bơm tưới cây. Tuy nhiên, ngay sau khi tuyến kênh cấp 1 của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đưa vào sử dụng, gia đình ông đã bỏ tiền mua ống và đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ đấu nối và kéo nước về. Mình quen vô cái ruộng, vô cái rẫy của mình tự mình lo. Quen chính thì mình đổ hùng nhau. Bao nhiêu cái gì trường hợp đó vừa rồi thì quen chính bên kia thì quen này thì đưa ống qua đây thì là mình cứ bắt quen vô rẫy của mình từ mình bỏ tiền ra. Là cái quen lớn thì mình bỏ chung mấy người đó bỏ chung. Có 2 sào đất nằm cách điểm van đấu nối của tuyến kênh cấp 1 hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Ông Tài Yên Dũng ở thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã cùng 8 hộ khác chung nhau mua ống và đăng ký đấu nối kéo nước về tận ruộng. Chứ là làm ngô, đồ xanh, làm thuốc lá, mua làm cỏ qua cho bò nghe. Đó, mình không cảm ơn nhà nước, có đường ống qua, có nước xài, mình cảm ơn nhà nước. Đến thời điểm này, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ mới cơ bản hoàn thành việc đầu tư hệ thống kênh chính dài gần 30 km và 16 tuyến kênh cấp 1. Riêng hệ thống kênh dẫn nước cấp 2, cấp 3 vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Để giúp các tổ chức cá nhân, hộ gia đình tiếp cận được nguồn nước của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thông qua hệ thống kênh cấp 1, trước mắt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã đưa ra những giải pháp quản lý và hỗ trợ người dân có nhu cầu đấu nối nguồn nước. Về góc độ pháp lý thì công ty luôn luôn sẵn sàng là hỗ trợ cho bà con nhân dân, và còn công ty đã có văn bản chính thức gửi cho đến các địa phương để hướng dẫn về cái thủ tục đấu nối như thế nào. Thì cũng như là chỉ đạo các trạm thủy nông là rà soát phối hợp với địa phương để tạo điều kiện cấp nước cho bà con nhân dân. Tháng 5 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã thông qua chủ trương đầu tư hệ thống kênh cấp 2, cấp 3 thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Trong đó có 156 tuyến kênh cấp 2 và 282 tuyến kênh cấp 3. Tuy nhiên, việc đầu tư còn phải có thời gian và phụ thuộc vào nguồn vốn phân bổ hàng năm. Vì vậy, trước mắt, người dân có nhu cầu và tự bỏ tiền đầu tư kéo ống dẫn nước về cũng là cách giúp hệ thống thủy lợi Tân Mỹ phát huy hiệu quả ngay sau đầu tư. Từ đầu tháng 5 đến nay, tại khu vực Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nhộn nhịp cảnh ngư dân dùng lưới vợt bắt cá dì giống. So với mọi năm, lượng cá dì năm nay xuất hiện nhiều, bà con ngư dân có thu nhập hàng triệu đồng chỉ trong vài giờ vớt cá. Chỉ sau vài giờ đồng hồ,
anh Bùi Duy Tám đã vớt được gần 1 kg cá dì giống. Anh Tám cho biết, chưa năm nào cá dì giống lại vào khu vực ven bờ dày đặc như năm nay. Nhờ lọc biển, cá dì giống đã giúp anh có thu nhập hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Tùy theo con nước à. Hay nước phi đi phi, còn nước ngày đi ngày. Nếu mà hàng ngày nó có thì thu nhập này nó ngon hơn. Hàng năm, cá dì giống thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5 dương lịch, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Hiện nay, cá dì giống được thương lái thu mua tại chỗ với giá dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng 1 kg. Thời điểm đầu vụ, cá dì giống lên tới 7 đến 10 triệu đồng 1 kg tùy loại. Hiện nay thì không biết cá dì giống ở đâu mà nó xuất về tại khu vực Đầm Nại rất là nhiều. Thì bà con của dân tri thủy các nơi nữa tập trung về đây là cứ đi đánh bắt, dùng lưới kéo. Rồi bắt hình như bán là hầu như 1 ký là 2 triệu. Trước đó là 5 triệu, bây giờ hạ xuống còn 2 triệu 1 ký. Cho nên bà con hiện nay rất là nhiều, rất khoán khó. Nghề khai thác cá dìa của ngư dân đã có từ lâu, tập trung chủ yếu ở khu vực ven Đầm Nại. Năm nay, lượng cá dìa xuất hiện nhiều đã giúp ngư dân địa phương có thêm thu nhập. Sau thời gian dài giá gia cầm ở mức thấp, làm nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn. Hiện nay giá gà hơi cũng như những sản phẩm từ gà đã tăng lên. Riêng gà hơi đã tăng hơn 30.000 đồng trên 1 ký so với lúc thấp nhất của năm 2021. Với giá này, người nuôi gà ở tỉnh Đắk Lắk sau một thời gian dài thua lỗ đã bắt đầu có lãi. Anh Ngô Thế Tuyên ở xã Gia Cao, thành phố Buôn Ma Thuột hiện đang nuôi 4 trại gà với diện tích hơn 500m2. Mỗi lứa anh xuất chuồng khoảng 1.500 con gà thịt. Thời điểm này, giá gà đã tăng trở lại với giá bán tại chuồng từ 70 đến 75.000 đồng 1 kg, cao hơn thời điểm thấp nhất của năm 2021 đến 30.000 đồng 1 kg. Với giá như hiện nay, gia đình anh Tuyên đã có lãi. Chúng tôi bên chăn nuôi, bên nó mà cái giá cám cái càng ngày nó càng tăng như thế này thì chăn nuôi thì nói chung là đa phần là hòa, vì giá cám là nó lên quá cao. Và theo như em biết là đợt tới này, mấy hôm nữa lại tăng tiếp một đợt. Năm 2021, có lúc giá trứng gà bán tại chuồng xuống dưới 2.000 đồng một quả, trong khi đó giá thức ăn cho gà đẻ từ 175.000 đồng một bao, sau một năm đã tăng lên 280.000 đồng một bao, làm cho người chăn nuôi càng khó khăn. Nay giá trứng trên thị trường đã tăng lên 2.700 đồng một quả, với giá này người nuôi đã bắt đầu có lãi. Giá cả của các cái mặt hàng như cám để chăn nuôi giá lên rất đắt. Do vậy là cái việc mà để tiếp tục thực hiện cái chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đối với bà con nông dân cũng có gặp nhiều cái khó khăn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có tổng đàn gia cầm khoảng hơn 2,1 triệu con. Để đàn gia cầm phát triển ổn định, ngành nông nghiệp thành phố đã chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, tuyên truyền vận động người chăn nuôi tiêm vaccine cho đàn gia cầm, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, hạn chế dịch bệnh. Trước tình hình lợi nhuận từ sản xuất lúa và cà phê luôn ở mức thấp, từ năm 2018 tới nay, bà con dân tộc thiểu số ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực chuyển đổi hai loại cây trồng này sang sản xuất rau màu và dâu tầm. Theo đó, từ năm 2018 tới nay, đã có khoảng 800 hectare cà phê, lúa và bắp được bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đức Trọng chuyển sang trồng rau và dâu tầm. Các xã Tà Năng, Đà Loan, Ninh Loan, Tà Hy Nê, Bình Thạnh và Liên Hiệp là những khu vực có diện tích chuyển đổi nhiều nhất. Dù gặp khó khăn bước đầu do thiếu kinh nghiệm và vốn đầu tư, tuy nhiên hầu hết các nông hộ thực hiện chuyển đổi từ cà phê và lúa một vụ sang trồng rau màu và dâu tầm đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập tăng từ 3 đến 5 lần. Ngành nông nghiệp huyện Đức Trọng cho biết, việc bà con nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa và cà phê già cỗi sang trồng rau, hoa, dâu tầm không chỉ giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng bền vững. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 4 của cả nước đạt 160.200 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 645.300 tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 4 tháng đầu năm ước đạt 520.300 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán.
Thu từ dầu thô đạt gần 24.100 tỷ đồng, bằng đến 85,4% so với dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 100.900 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán. Trong chiều ngược lại, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 132.800 tỷ đồng, lũy kế chi 4 tháng đầu năm đạt 470.200 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 95.700 tỷ đồng, chi trả nợ lãi ước đạt 33.800 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 340.200 tỷ đồng. Như vậy, 4 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước thu hơn 175.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, được ví như nàng tiên giữa núi rừng, ở độ cao 52 mét, thác Đắk Lun, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, gồm hai dòng nước lớn đổ một góc 90 độ từ đỉnh thác xuống những tảng đá phủ đầy rêu xanh tựa như mái tóc mượt mà của nàng tiên khoe sắc giữa chốn rừng xanh núi thẳm. Hiện tại, công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đại Thành Phát đang đầu tư hệ thống hạ tầng đã đưa toàn bộ khu vực thác Đắk Lun thành khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí nghỉ dưỡng mang đậm nét đặc trưng riêng của núi rừng. Tọa lạc trên quy mô 91 hectare, bao gồm rừng phòng hộ, xung quanh thác Đắk Lun, có nhiều cây cổ thụ tán rộng xanh mát. Ngay bên hồng thác, có những bãi đất rộng và bằng phẳng để du khách cắm trại nghỉ qua đêm. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để du khách ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành. Phải nói là cái cảnh của dưới này thì đẹp và thác, phải nói là mát mẻ và sạch sẽ. Cái môi trường là quan trọng. Hiện nay, công ty xây dựng thương mại dịch vụ Đại Thành Phát là đơn vị đang đầu tư xây dựng khu du lịch thác Đắk Lun. Từ đầu năm 2022 đến nay, khu du lịch thác Đắk Lun đã đón hơn 16.000 lượt khách, riêng trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Lượng khách tăng đột biến với hơn 4.000 lượt, trong đó khách ngoại tỉnh có nhu cầu lưu trú, cắm trại qua đêm tăng vọt. Thị trường du lịch đang sôi động sẽ là tín hiệu vui để khu du lịch thác Đắk Lun được du khách tìm đến nghỉ dưỡng. Khu du lịch thác Đắk Lun được xác định là khu vực trọng điểm để phát triển du lịch phía Tây Nam của tỉnh Đắk Nông và hỗ trợ tích cực cho việc kết nối tour Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Tà Đùng, Đắk Lun. Ngoài thác Đắk Lun đang được đầu tư khai thác, thì trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông còn có nhiều hệ thống thác hùng vĩ, đẹp mắt có thể khai thác đầu tư để trở thành điểm đến du lịch như thác 71, thác Đắk Bút So. Chính vì vậy, huyện Tuy Đức đang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực có thế mạnh, trong đó có việc kêu gọi sự đầu tư của các đơn vị du lịch lữ hành để kết nối tour tuyến du lịch. Hơn một tháng nay, Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức làm việc ngày thứ Bảy để trả hồ sơ đất đai cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Việc làm này đã kịp thời giải quyết lượng lớn hồ sơ đất đai. Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Quảng Ngãi, ngày thứ Bảy, ngày nghỉ cuối tuần, có hơn 100 lượt người được trả hồ sơ đất đai. Nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của tổ chức cá nhân đang tăng đột biến. Mỗi ngày có hơn 600 lượt người đến Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh để làm thủ tục hồ sơ đất đai. Không để tồn động hồ sơ, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thành phố Quảng Ngãi được tăng cường thêm 4 nhân viên để hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đất đai cho tổ chức cá nhân. Và từ ngày 16 tháng 4 đến nay, nhân viên bộ phận tiếp nhận hồ sơ văn phòng phải làm thêm ngày thứ Bảy. Cả các anh em của trong tổ và cũng lãnh đạo luôn thôi là đã quyết tâm là trên tinh thần là phục vụ cho người dân. Cho nên là thống nhất là anh em là rất nhiệt tình và vui vẻ. Không có cái sự gò bó gì đi làm ngày thứ Bảy Chủ nhật. Hiện tại, nhu cầu giải quyết thủ tục hồ sơ đất đai của người dân vẫn đang tăng cao. Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục làm việc ngày thứ Bảy để trả kết quả hồ sơ đất đai cho hộ gia đình cá nhân. Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h30 phút đến 16 giờ. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là bản tin dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ. Vừa rồi là những thông tin về dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời Khánh Hằng. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy giá trị nhân văn của Phật học,
từ bi, cứu khổ, cứu nạn, đồng hành cùng dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng. Những năm qua, các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Xuất gia từ năm 8 tuổi, hàng ngày nghe các giáo lý Phật Pháp, nhất là tôn chỉ, từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Đại Đức Thích Nhuận Minh luôn đau đớn trước những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. 10 năm qua, ngoài việc tặng quà cho người nghèo, cho đồng bào dân tộc thiểu số, Đại Đức còn tích cực kêu gọi các Phật tử giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng một năm. Bản thân của Nhuận Minh cũng lấy cái tông chỉ từ bi, cứu khổ, ban vui để mình đem cái sự yêu thương, mình đem cái sự chia sẻ để mình đến những nơi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để mình đem bằng tất cả trái tim cũng như sự chân thành và đến động viên tinh thần, góp một phần nhỏ cho xã hội. Vào thứ Bảy hàng tuần, các Phật tử trong nhóm Hiểu và Thương lại đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phát sữa và bánh mì cho bệnh nhân. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và công việc khác nhau, nhưng tất cả các thành viên trong nhóm đều có chung một tâm niệm vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Với họ, làm việc gì đó có ích cho đời, mang niềm vui cho những hoàn cảnh kém may mắn thì bản thân sẽ thấy hạnh phúc. Làm công tác thiện nguyện thì mình cảm thấy rất là vui. Sinh ra trong một gia đình, mẹ mình là Phật tử thuần thành. Thành ra ngay từ nhỏ bà đã tập cho con cái hạnh bố thí, từ bi, biết thương người, thương vật, đó biết chia sẻ. Khi lớn lên thì nó giống như là nó thấm từ nhỏ, thì mình cứ cảm thấy cái việc mà giúp đỡ mọi người là niềm vui. Phát huy truyền thống tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, các tăng ni Phật tử trong tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội như phát quà cho người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh hiếu học, xây dựng nhà tình thương với số tiền hàng tỷ đồng một năm. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch COVID-19, các tăng ni Phật tử đã kêu gọi ủng hộ hơn 10 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền các cấp chăm lo tốt đời sống nhân dân và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Các vị chức sắc, chức việc, các cái tín đồ Phật tử luôn là những cái nhân tố hết sức là tích cực, nòng cốt trong các cái phong trào thi đua, các cái cuộc vận động đã đóng góp rất là tích cực trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bác ái, qua những cái hoạt động của Ban trị sự Phật giáo tỉnh, của các cái tăng ni tín đồ Phật tử trong tỉnh, thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao và mong muốn trong cái thời gian tới tiếp tục đón nhận những cái sự ủng hộ của tăng ni Phật tử. Những hoạt động nhân đạo từ thiện của các tăng ni Phật tử trong tỉnh thời gian qua đã tạo nên nét đẹp về lòng nhân ái, hướng con người đến những điều chân thiện, tránh xa cái xấu, cái ác và nêu cao tinh thần yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta. Sau đây, biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục Điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Khánh Hà. Sau đây là một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của giới kinh doanh, gia vị Việt hiện đang được thị trường các nước lựa chọn. Các mặt hàng như muối tôm, muối ớt, nước mắm, nước chấm ngày càng chen chân vào thị trường nước ngoài, kể cả những thị trường khó tính. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết gia vị Việt được thế giới ưa chuộng. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, năm 2021, sản phẩm nước mắm, loại gia vị đặc biệt của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, với giá 5,9 triệu USD, chiếm 20,9% thị phần, tăng trưởng 42% so với năm 2020. Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai của sản phẩm nước mắm với doanh số đạt hơn 4 triệu USD, chiếm 14,1% tổng kim ngạch. Nói về xuất khẩu mặt hàng trên, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng, ngành đồ uống và thực phẩm của Việt Nam nói riêng và các thực phẩm, nông sản, thực phẩm, chế biến nói chung là một ngành có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Để xuất khẩu thành công, doanh nghiệp cần biết phương thức tiếp cận thị trường, những biện pháp thuế quan và phi thuế quan, cách tra cứu thông tin sản phẩm, ngành hàng được phép xuất khẩu.
sau các công văn được cho là đã qua đã lại, chưa có hồi kết giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, máy đặt tại các bệnh viện đang lúng túng và người bệnh lo lắng. Vấn đề đặt ra là tại sao hầu hết các bệnh viện trên cả nước hiện nay đều sử dụng máy đặt hoặc mượn từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất thay vì tự chủ mua sắm trọn gói. Nếu tiếp tục duy trì hình thức chi trả bảo hiểm y tế cho các loại hình dịch vụ này, sẽ mang lại những lợi ích gì cho ngân sách, bệnh viện, người bệnh? Mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc bài viết Lấn cấn thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ trên máy đặt, máy mượn ở bệnh viện giải quyết ra sao trên báo Tuổi Trẻ. Từ năm học 2022-2023, học phí các trường công lập tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng 70.000 đến 240.000 đồng một tháng tùy khu vực. Trong đó, bậc trung học cơ sở tăng gấp 5 lần. Theo ghi nhận của báo Lao động, ngoài những học sinh có đủ điều kiện được hưởng chính sách miễn giảm học phí của nhà nước thì trong thực tế còn rất nhiều học sinh không đủ giấy tờ để được miễn giảm vì nhiều lý do nhưng có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng lo ngại học phí tăng, dễ dẫn đến hiệu ứng domino khiến nhiều khoản khác như học phí buổi 2, phí bán trú, các khóa học tăng cường, học phí các trường tư thục đều có cớ để tăng. Điều này tạo sức ép lớn lên vai phụ huynh rất lớn. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Khánh Hằng. Vâng, cảm ơn anh Quốc Hưng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm đến ẩm thực Cừu Ô Vương ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chào quý vị và các bạn đến với một điểm đến của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Ninh Thuận, ngoài nắng và gió, những Tháp Chàm cổ kính, những bãi biển đẹp nên thơ, thì Ninh Thuận còn lôi cuốn du khách bởi những món ngon riêng đặc trưng ở vùng đất này. Và trong đó có món thịt cừu đã làm lôi cuốn bao nhiêu du khách. Và hiện tại Ánh Xuân đang có mặt tại 123 Trần Quang Diệu, quán Cừu Ô Vương. Và bây giờ Ánh Xuân mời quý vị và các bạn cùng Ánh Xuân khám phá xem món ăn này có gì ngon mà lôi cuốn bao nhiêu du khách đến như vậy nhé. Nắng, gió đã tạo sự khác biệt của vùng đất Ninh Thuận. Chính sự khắc nghiệt của đất trời, Ninh Thuận đã trở thành thánh địa của loài cừu. Cừu là vật nuôi dễ, thức ăn chủ yếu là những ngọn cỏ mới nhô lên. Khi thời tiết khô hạn, chúng ăn cả xương rồng. Chúng thích nghi với mọi địa hình, từ đồng bằng đến đồi núi. Thịt cừu được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng, giàu đạm, tính mát, mùi vị thơm ngon đặc trưng, chứa nhiều sắt, cơ thể dễ hấp thu, cải thiện khả năng ghi nhớ và tập trung của não. Thịt cừu còn chứa nhiều kẽm, vitamin B12 giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol và ngừa loãng xương. Loại thịt thượng hạng này có chứa nhiều axit béo, đặc biệt tốt trong việc giảm mỡ và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thịt cừu không chỉ được ưa chuộng bởi sự thơm ngon, thịt mềm, có mùi vị đặc trưng mà giá trị dinh dưỡng lại rất cao. Và tuy nhiên thì cách sơ chế cũng như chế biến rất quan trọng. Đây cũng chính là bí quyết mà cái đầu bếp dùng để tận dụng tối đa hết các giá trị dinh dưỡng có trong thịt cừu đó các bạn ạ. Và bây giờ Ánh Xuân mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Và đứng cạnh Ánh Xuân ngay lúc này là anh Vương, chủ quán Cừu Ô Vương. Xin chào anh ạ. Chào anh em. Có thể chia sẻ cho Ánh Xuân cũng như là quý khán giả được biết cách sơ chế và chế biến cừu như thế nào để có được miếng thịt cừu thơm ngon nhất không ạ? Cách chế biến thì nó cũng đơn giản thôi em mà. Chỉ quan trọng mình là chọn nguyên liệu, chọn những con cừu tơ vừa đủ tuổi, rồi
thịt cừu phải ra cừu phải mập thì cái thịt nó sẽ được thơm ngon. Trong quá trình chế biến á, thì mình lấy những cái gân máu, những cái mỡ thừa của nó ra đi thì nó sẽ cái miếng thịt nó sẽ không còn hôi bùi nữa. Tuy nhiên nó cũng phải có cái gia vị đặc trưng riêng, để mà có được cái gia vị đó thì tẩm ướp vô trong miếng thịt này để nó tạo cái thịt mềm mềm hơn và có cái độ thơm. Như vậy thì cái mùi hôi nó sẽ không còn. Và trong các món cừu thì thực khách đến đây thì họ sẽ ưa chuộng món nào nhất anh hả? Cừu thì ở quán mình rất là đa dạng, nhiều món lắm, nhưng mà chủ lực chính vẫn là thịt cừu nướng và cừu nấu nho xanh là cái đặc sản mà kết hợp giữa hai cái món cừu với nho là nó cũng tạo thành một món đó, là khách nào phải ăn thử cho biết. Và cái hấp dẫn nhất là cái mùi thơm từ thịt cừu nướng. Em biết cừu nướng mà ngon nhất là lúc nào không? Lúc nào? Là lúc mà đang nướng xong mà ăn một miếng nóng ngay tại chỗ luôn. Wow. Anh sẽ thử cho em coi nha. Dạ. Thơm lắm. Đã. Wow. Và anh Xuân không thể đợi thêm nữa rồi, anh Xuân sẽ thưởng thức ngay để xem mùi vị nó như thế nào các bạn nhé. Thịt cừu thì rất là mềm và béo. Ngon thiệt anh đó. Cái lá này là lá xào dông hả? Cái lá này là lá xào dông. Cái tên Nhật của nó là tên Omi. Cái lá Omi. Nhưng mà nhà mình ở đây kêu lá xào dông. Bởi vì dạ, trước đây cái lá này nè, ăn với thịt dông nên dân địa phương gọi là lá xào dông. Con cừu nó cũng mê cái lá này lắm. Mê con cừu ăn cái lá gì thì mình ăn thịt cừu ăn với lá đó là ngon. Ăn cái lá này em thấy nó có mùi thơm thơm the the như cái mùi bạc hà đúng không? Đúng rồi. Mà nó cũng gần giống như lá mắc mật người Bắc. Đặc sản Phương Rang. Quý vị và các bạn ơi, ngoài món cừu nướng mà anh Xuân vừa thưởng thức ra thì còn có món cừu nấu nho khi mà thực khách đến đây cũng rất là ưa thích, bởi vì thớ thịt rất là mềm, thơm, khi mà ăn một miếng rồi thì chỉ muốn ăn thêm một miếng nữa thôi. Ngoài ra thì tại quán này còn có các món như là phá lấu cừu, chả giò sake cừu, sườn cừu, lẩu sa tế Hồng Kông, thịt cừu hun khói, chạo cừu, cũng là những món đặc trưng mà quý khách không thể bỏ qua khi muốn thưởng thức thịt cừu. Thân mến, khi đến Ninh Thuận thì quý vị và các bạn có thể tìm kiếm những quán cừu như thế này tại khu Cam 1 hay đường Ngô Gia Tự, hoặc chính tại địa điểm mà anh Xuân đang có mặt, 123 Trần Quang Diệu, sau lưng công viên 16 tháng 4, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, và cùng bạn bè lai rai món thịt cừu trên chính vùng đất được xem là thủ phủ của loài cừu như thế này thì còn gì bằng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Khánh Hằng và Quốc Hưng thân mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận, các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ.